Xin chào tất cả các bạn. Đây là một video tutorial nhỏ mình làm để giải quyết một số lượng lớn thắc mắc về cách sử dụng DSFix. Link download DSFix mình để ở trên phần description của video này hoặc là trong cái phần box mình để trên Facebook, trong group của nhóm chúng ta ấy. Rất đơn giản, sau khi download về các bạn chỉ cần extract cái DSFix ra. Nó sẽ nằm ở đây. Và bạn hãy tìm đến cái folder chứa game của bạn. Của mình là ở đây. Nếu các bạn chơi cài game qua kiểu crack á, thì nó sẽ ở đâu các bạn biết thừa đó. Còn nếu như nó nằm trong Steam á, thì nó sẽ thường nằm trong phần folder Steam, Steam App, Common và tên của game. Bạn vào trong phần data, chỉ cần các bạn copy hết tất cả những cái file ở đây vào đây là được. Sau khi đã copy vào đây rồi, chúng ta có vài điều cần phải làm. Điều đầu tiên đó chính là biến đi con nào. Điều đầu tiên đó là các bạn hãy nhớ nhìn ở khu này nè. Cái này nó sẽ render lại resolution của những cái texture ở bên trong game, khiến cho game nó có vẻ sắc nét hơn. Chính xác là nó đã sắc nét hơn, nhưng bù lại nó cũng sẽ nặng. Mình khuyến cáo đây là những dành cho những con cạc khỏe một chút, tầm 650T hay là 750T chẳng hạn, hoặc là 7730 hoặc là 7750 ấy, 7750 cỡ đó trở lên đấy. Trong trường hợp nếu như bạn có sử dụng những con Vega yếu hơn, bạn có thể đổi xuống thành 1280 và 720. Đây là phân giải chuẩn của Mini HD. Tiếp theo, các bạn lan xuống dưới một chút, bạn để tìm để mắt tìm đến khúc không, bạn cần ấn Ctrl F, bạn chọn FPS, Enter một cái và sẽ đến ngay khúc này. Unlock FPS, bạn cho nó thành 1. Thế là được. Nếu như các bạn muốn, bạn có thể phá cái FPS limit đi. Nhưng nói thật, thực sự Dark Souls không được tạo ra cho lượng FPS lớn như vậy, cho nên việc các bạn phá mức 60 đã khá là phức tạp, vì có một số trường hợp bạn sẽ bị lỗi. Và chứ đừng nói là hơn 60, cho nên mặc kệ nó, bạn đừng nộp vào. Tiếp theo, một cái setting nữa mình khá là thích dùng, đó chính là bên dưới này. Mình ấn vào chữ intro, Ctrl F rồi bạn chữ intro, skip intro. Vì nếu như mỗi lần chị bạn vào game, nó sẽ qua một cái đoạn quảng cáo kiểu như là Bandai Namco này kia, rất là tốn thời gian, nên các bạn có thể giữ cái hướng dẫn này, cái đoạn ở đây để mà làm. Chữ skip intro này bạn cần đổi số 0 thành 1, bất cứ cái nào mà bạn muốn nó có hiệu nghiệm á, hiệu hữu dụng á, thì bạn chỉ cần đổi từ 0 thành 1 là được. Sau các bạn chỉ cần xem lại và là bạn có thể chơi game với setting DSFix tùy ý của mình.